Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, một nhà đầu tư, một nhà đào tạo và một nhà doanh nhân. Tôi bước chân vào thị trường kinh doanh từ rất là sớm, từ năm 2002, và bước chân vào thị trường đầu tư cũng rất sớm từ năm 2005. Và trong quá trình đầu tư ấy, thì tôi học được rất là nhiều bài học, từ những bài học thành công, những bài học thất bại, học từ đội nhóm, học từ những người anh, học từ những người thầy, những người đi trước. Và tôi áp dụng nó vào trong cuộc đời tôi và nó giúp tôi thay đổi cuộc sống, giúp tôi thay đổi mối quan hệ, giúp tôi thay đổi những cái môi trường sống. Tôi là bản thân xuất thân từ một gia đình nghèo khó, từ một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, ra lập nghiệp ở thành phố thủ đô Hà Nội. Khi ra trường với hai bàn tay trắng, nhưng mà bằng cái nỗ lực, bằng cái quyết tâm, bằng cái dám nghĩ, dám làm của mình, dấn thân vào kinh doanh, dấn thân vào đầu tư, và tôi sớm kiến tạo cho mình được những cái thành tựu nhất định. Có ai đó nói rằng nếu như phải thất bại thì hãy chấp nhận thất bại sớm thì tốt hơn. Và tôi đã lao vào cuộc chơi từ rất sớm, từ ngay khi bước chân ra khỏi trường đại học. Và trong đó có cái bài học mà tôi rất là tâm đắc. Bài học này nó giúp cho tôi sớm thành công. Đó là bài học về giao tiếp. Cái bài học giao tiếp thì cái giao tiếp nó sẽ giúp cho chúng ta, nếu như chúng ta có cái giao tiếp tốt thì chúng ta sẽ có những mối quan hệ tốt. Và cái mối quan hệ mà không tốt thì sẽ dẫn đến cho chúng ta rất là nhiều cái căng thẳng. Bạn hãy tưởng tượng điều này: nếu như vì một câu nói nào đó mà làm cho người thân của bạn, làm cho anh em của bạn phải căng thẳng, phải đau đầu, thì cái mối quan hệ của bạn với người đó sẽ trở nên là rất là tồi tệ, đúng không ạ? Thế vậy là để thành công thì những người thành công, thì những người mà sử dụng ngôn từ rất là tuyệt vời, họ biết nói cái ngôn ngữ của người nghe. Có nghĩa là gì? Họ chỉ nói cái thứ mà người nghe muốn nghe mà thôi, chứ người ta không nói những cái thứ mà người ta nghĩ. Họ nói những cái thứ mà người nghe muốn nghe. Đấy là cái bí kíp của người thành công. Vâng, và hôm nay tôi chia sẻ cái điều này là tôi muốn nói cái điều này là cái điều mà bạn muốn nghe. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng là bạn đang muốn nghe những cái chia sẻ của tôi với cái kinh nghiệm trải nghiệm trong thương trường, trải nghiệm trong thị trường đầu tư, trong thương trường kinh doanh. Tôi nhớ lại cái câu chuyện năm xưa khi tôi bắt đầu khởi nghiệp vào những năm 2002-2003. Nhờ có những cái bí kíp là cái kỹ thuật nói câu chuyện mà người nghe mong muốn, và tôi đã nhanh chóng chiếm được cái tình cảm, chiếm được cái tình yêu thương của những cái đối tác của tôi. Có một điều vô cùng tuyệt vời là khi mà tôi làm việc với những đối tác ở trên, nếu như anh chị ở Hà Nội thì anh chị hoàn toàn có thể biết đến là khu Trần Cao Vân, là những cái khu mà kinh doanh rất là nhiều các thiết bị điện tử. Và hồi đó là tôi nhờ có cái mối quan hệ tuyệt vời của mình, nhờ có uy tín, nhờ cái trách nhiệm của mình trong công việc, và nhanh chóng chiếm được cái tình cảm của đối tác. Và ngay cái thời điểm đó có những cái đơn hàng tôi lấy hàng, sau 3 tháng, 6 tháng sau tôi mới phải thanh toán. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Có là gần như là kinh doanh không đồng, đúng không ạ? Nhờ cái hỗ trợ từ những đối tác, từ những bạn hàng, từ những đối tác của mình, ban đầu là từ những người xa lạ. Nhưng sau một thời gian ngắn thôi, khi tôi làm việc với họ, là tôi đã chiếm được cái tình cảm, chiếm được cái niềm tin từ họ. Và ngay lập tức là họ đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong công việc kinh doanh, trong đầu tư, trong mọi thứ. Và có những cái đơn hàng sau khoảng 3 tháng sau, 6 tháng sau tôi mới phải hoàn lại tiền. Và ngay lập tức là tôi dùng những cái thứ đó đưa vào trong kinh doanh, trong đầu tư, và cái vòng luân chuyển tiền bắt đầu được sử dụng và tạo ra những cái sinh lời nhất định. Và đó là chính là những cái thứ mà mãi sau này tôi biết được, đó là dùng cái đó là gọi là đòn bẩy tài chính. Đó là được dùng đòn bẩy tài chính. Và lúc đó tôi dùng thì tôi không hề biết, nhưng mãi về sau khi tôi kiến thức tôi mở rộng ra rồi, tôi biết được đó là đòn bẩy tài chính. Thế vậy là ở trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cái ngôn từ cũng rất là quan trọng. Cái ngôn từ sẽ tạo nên những cái mối quan hệ tuyệt vời. Và nhờ có cái mối quan hệ tuyệt vời đó thì bạn sớm có được những cái thứ mà bạn mong muốn. Nhờ có những cái mối quan hệ tuyệt vời mà họ có những người họ sẵn sàng chia sẻ với tôi. Họ thức cả đêm, họ để chia sẻ giúp tôi một cái lĩnh vực nào đấy. Tôi nhớ lại năm 2004, có một anh tên là anh Thanh ở thành phố Hải Dương. Lúc đó tôi kinh nghiệm của tôi về cơ khí vẫn còn rất là ít. Và lúc đó anh thức cả đêm để hướng dẫn tôi, chia sẻ tôi cách vận hành một cái máy. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Thế vậy là ban đầu chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà sau dần dần tôi biến đồng nghiệp của tôi thành như anh em của tôi vậy. Và họ sẵn sàng chia sẻ dốc bầu tâm sự với tôi, có thể là suốt cả đêm. Vâng, để trở thành được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cái mối quan hệ đóng góp cho chúng ta là một cái đóng góp rất là lớn. Chính vì thế, cái để có mối quan hệ tuyệt vời thì cái điều đầu tiên là phải cái giao tiếp.
cái kỹ thuật giao tiếp, cái ngôn từ chúng ta sử dụng. Đúng không ạ? Như vậy khi mối quan hệ tuyệt vời thì nó sẽ kiến tạo cho chúng ta có những cái cảm xúc thăng hoa trong cuộc sống để giúp chúng ta có thể nhanh chóng thành công hơn. Và bạn biết điều này, tất cả các căn bệnh sinh ra trên cõi đời này là đều bị sinh ra từ stress. Và cái từ căng thẳng đó lại được dẫn ra đến với cuộc đời mình là từ thông qua các mối quan hệ không tuyệt vời. Và mối quan hệ không tuyệt vời dẫn dắt bởi những cái thứ ngôn ngữ, những cái thứ giao tiếp không tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy không? Nguyên lý của nó. Ngôn ngữ tuyệt vời, giao tiếp tuyệt vời thì sẽ kiến tạo nên những cái mối quan hệ tuyệt vời. Và mối quan hệ tuyệt vời thì sẽ giúp cho chúng ta có những được cái trạng thái tinh thần tràn đầy năng lượng, căng tràn năng lượng. Và nhờ có những mối quan hệ tuyệt vời đó giúp chúng ta có được mọi thứ trong cuộc sống. Đó là một cái chia sẻ nhỏ của tôi. Rất vui cái chia sẻ này của tôi có thể giúp, hy vọng rằng những cái chia sẻ này của tôi có thể giúp ích được cho bạn phần nào trong kinh doanh, trong đầu tư và trong cuộc sống. Mối quan hệ này có thể giúp được trong làm cho hạnh phúc gia đình tốt đẹp hơn, và làm cho những mối quan hệ trong công việc, trong đồng nghiệp, trong mọi thứ, ở mọi nơi bạn xuất hiện đều hút mọi người nhanh chóng kiến tạo cho bạn những mối quan hệ tuyệt vời hơn. Phạm Thành Viên xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các cái video tiếp theo. Trong các cái chuỗi video chia sẻ của tôi trên YouTube thì đây là một trong những cái mà thứ mà tôi rất là tâm huyết. Tôi mong muốn chia sẻ, mong muốn rằng sẽ giúp được bạn để cải thiện được cuộc sống hiện tại của bạn. Phạm Thành Viên xin hẹn gặp lại với các bạn, tất cả các bạn ở các clip tiếp theo.